Thân thế 12 thánh cô trong Tứ Phủ Thánh Cô, Đạo Mẫu Việt Nam. Cô đệ nhất thượng thiên. Cô đệ nhất thượng thiên, cô cũng vốn là con vua cha dưới Thủy Tề, dưới Thoải Cung, được phong làm Thiên Cung công chúa trên Thiên Đình. Có người nói rằng cô cùng với cô chín hầu cận bên cạnh mẫu đệ nhất thiên tiên, tức là mẫu Liễu Hạnh. Lại có nơi quan niệm cô là tiên cô kề cận, tay biên tay chép kề bên chầu đệ nhất thượng thiên. Tuy nhiên do có quan niệm là mẫu đệ nhất cũng chính là chầu, cho nên hai ý kiến này hầu như là thống nhất với nhau. Cô giá ngự trong cung tòa cận bên mẫu, cho nên khi đến các đền phủ, người ta thường có lời tấu để cô kêu thay lạy đỡ trước cửa vua mẫu đình thần Tứ Phủ. Khi thanh nhàn, cô cưỡi gió cưỡi mây rong chơi khắp chốn, từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa cho đến tận Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Định. Cô là tiên cô thần thông lục trí, cô chấm đồng người nết na thảo hiền rồi đem về tiến mẫu trong đền Sòng Sơn. Cô nhất khá ít khi ngự đồng, chỉ những người sát căn cô mới hay hầu cô, hoặc trong các dịp khai đàn mở phủ, cô nhất về chứng đồng tân lính mới. Khi ngự về, cô nhất mặc áo màu đỏ, áo gấm hoặc áo lụa thêu phượng, đầu đội khăn đóng, khăn vành dây, thắt khăn và vỉ lết đỏ. Cô làm lễ khai cuông rồi múa quạt. Cô nhất thường được thờ và ban Tứ Phủ Thánh Cô ở trong các bản đền. Cũng có một số người nói rằng có đền cô là đền cô nhất ở trong đất Nghệ An, giáp Thanh Hóa với món đặc sản bánh ngào. Cô đôi thượng ngàn. Cô vốn là con vua Đế Thích trên Thiên Cung, được phong làm Sơn Tinh công chúa, ra vào hầu cận bơ tòa vua mẫu trong điện Ngọc nơi Tiên Cảnh. Sau cô giáng sinh xuống đất Ninh Bình làm con gái một nhà chúa đất nổi ở chốn Sơn Lâm. Khi hạ sinh, cô đôi rất xinh đẹp, da trắng, tóc xanh mượt mà, mặt tròn, lưng ong thon thả. Sau này cô quyết chí đi theo hầu Đức Diệu Tín Thuyền Sư Lê Mại Đại Vương, chính là mẫu thượng ngàn bà chúa Sơn Trang, học đạo phép để giúp dân. Rồi khi về thiên, cô được theo hầu cận ngay bên cạnh mẫu thượng ngàn Đông Cuông Tuần Quán, được mẫu bà truyền cho vạn phép, giao cho cô dạy người rừng biết thống nhất về ngôn ngữ, nên có khi còn gọi là cô đôi Đông Cuông. Cũng có người cho rằng cô về theo hầu cận chầu đệ nhị. Lúc thanh nhàn, cô về ngự cảnh Sơn Lâm núi rừng ở đất Ninh Bình quê nhà. Trong ba gian đền mát, cô cùng các bạn tiên nàng ca hát vui thú tháng ngày trên sườn dốc bò. Có khi cô biến hiện ra người thiếu nữ xinh đẹp, luận đàm văn thơ cùng các bậc danh sĩ. Tương truyền, cô cũng rất giỏi văn thơ, làm biết bao kẻ phải mến phục. Cô đôi cũng là tiên cô cai quản kho lộc Sơn Lâm Sơn Trang. Người trần gian ai nhất tâm thì thường được cô đôi ban thưởng, nhược bằng có nợ mà không mau trả lễ, cô lại bắt đền nặng hơn. Cô đôi thượng rất hay ngự đồng, vì danh tiếng cô lừng lẫy, ai ai cũng biết đến. Đệ tử cô đông vô số và cô cũng hay bắt đồng. Trong đại lễ khai đàn mở phủ, người ta thường dâng lễ vàng cây lên năm tiên cô là cô đôi, cô bơ, cô sáu, cô chín và cô bé. Trong đó cô đôi thường là cô giá ngự về đầu tiên, mở khăn cho hàng cô để chứng lễ. Khi cô về ngự thường mặc áo xanh lá hoặc quầy đen và áo xanh ngắn đến hông. Trên đầu có dùng khăn, khăn von hoặc khăn vấn cắt thành hình đóa hoa. Cũng có một số nơi dâng cô áo xanh, đội khăn đóng, khăn vành dây và thắt lách xanh, hai bên có cài hoa đóa. Cô về đồng thường khai cuông rồi múa mồi, múa tay tiên, hái tài hái lộc cho đồng tử. Vì cô đôi thượng hầu cận bên mẫu Đông Cuông nên đền cô cũng được lập gần đền Đông Cuông. Trong đền thờ cô đôi và cô bé Đông Cuông cách đền chính khoảng 500m, trước cửa đền có giếng nước quanh năm trong mát. Nhưng chính đền của cô lại là đền cô đôi thượng ngàn tại xã Nho Quan, Ninh Bình, qua rừng Cúc Phương, thuộc làng Bồng Lai. Cô ba Thoải Cung hay còn gọi là cô bơ. Cô vốn là con vua Thủy Tề, ở dưới Thoải Cung được phong làm Thoải Cung công chúa, giá ngự vào gia trong cung Quảng Hàn. Có người còn nói rằng cô bơ là con gái vua Long Vương rất xinh đẹp, nết na, được Đức Vương mẫu. Có người cho rằng là mẫu cửu trùng thiên, cho theo hầu cận, trực chầu trong cung cấm. Sau này cô bơ Thoải giáng sinh vào thời Lê Trung Hưng. Tương truyền sự tích như sau. Đức Thái Bà nằm mộng thấy có người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, tóc mượt mắt sáng, má hồng môi đỏ, cổ cao ba ngấn.
mặc áo trắng đến trước sập nằm dâng lên người một viên minh châu, rồi nói rằng mình vốn là thủy cung tiên nữ, nay vâng mệnh cao minh lên phàm trần đầu thai vào nhà đó. Sau này để giúp vua giúp nước thì thái bà thụ thai. Đến ngày 2 tháng 8 thì bỗng trên trời mây xanh uốn lượn, nơi thủy cung nhã nhạc vang lên. Đúng lúc đó thái bà hạ sinh được một người con gái. Xem ra thì nhan sắc 10 phần đúng như trước kia đã thấy chiêm bao. Thấy sự lạ kỳ vậy nên bà chắc hẳn con mình là bậc thần nữ giáng hạ, sau này sẽ ra tay phù đời nên hết lòng nuôi nấng dạy dỗ bảo ban. Cô lớn lên trở thành người thiếu nữ xinh đẹp, tưởng như ví với các bậc tài tử nữ ngàn xưa, lại giỏi thơ văn đàn hát. Đến khi cô vừa độ trăng tròn thì cũng là lúc nước nhà phải chịu ách đô hộ của giặc Minh. Cô cùng thân mẫu lánh vào phía sâu vùng Hà Trung Thanh Hóa, nơi ngã ba bến Đò Lèn, Phong Mục. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, cô đã có công giúp vua Lê trong những tháng năm đầu kháng chiến. Và có nơi còn nói rằng cô cũng hiển linh giúp nhà Lê trong cuộc phủ Lê dẹp Mạc sau này. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền lại câu chuyện như sau. Vào những năm đầu khởi nghĩa, quân ta, ý nói quân do vua Lê Lợi chỉ huy, vẫn còn yếu về lực lượng, thường xuyên bị địch truy đuổi. Một lần Lê Lợi, có sách nói là Lê Lai, bị địch đuổi đến ngã ba sông Thác Hàn ở Hà Trung thì gặp cô Bơ đang tỉa ngô, liền xin cô giúp đỡ. Cô bảo người lấy quần áo nông dân mặc vào, còn áo bào thì đem vùi xuống dưới ruộng ngô, rồi cùng cô xuống ruộng giả như đang tỉa ngô. Vừa lúc đó thì quân giặc kéo đến, chúng hỏi cô có thấy ai chạy qua hay không, thì cô bảo rằng chỉ có cô và anh trai đang tỉa ngô. Thế vậy quân giặc bỏ đi. Lê Lợi rất biết ơn cô, hẹn ngày sau đại thắng khải hoàn sẽ rước cô về triều đình, phong công và phong cô làm phi tử. Sau đó cô cũng không quản gian nguy, bí mật chèo thuyền trên ngã ba sông, chở quân sĩ qua sông, có khi là chở cả quân nhu quân lương. Có thể nói, trong cuộc kháng chiến chống Minh thì công lao của cô là không nhỏ. Đến ngày khúc hát khải hoàn cất lên thì vua Lê mới nhớ đến người thiếu nữ năm xưa ở đất Hà Trung, liền sai quân đến đón. Nhưng đến nơi thì cô đã tháp từ bao giờ. Còn nghe các bô lão kể lại là ngày qua ngày cô đã một lòng chờ đợi, không chịu kết duyên cùng ai, cho đến khi thác hóa vẫn một lòng kiên trinh. Người ta cho rằng cô Bơ được lệnh vua cha giáng trần để giúp vua, đến chí kỳ mãn hạn thì có xe loan lên đón rước cô về thủy cung. Sau đó cô hiển linh giúp dân chúng ở vùng ngã ba sông, độ cho thuyền bè qua lại được thuận buồm xuôi gió, vậy nên cô còn có danh hiệu là cô Bơ Bông hay cô Bơ Thác Hàn. Ai hữu sự đến kêu van cửa cô đều được như ý, nên danh tiếng cô vang lừng khắp nơi nơi. Cô Bơ luôn giáng ngự về đồng, già trẻ từ Đồng Tân đến Đồng Cựu, hầu như ai cũng về hầu cô Bơ Bông. Khi cô giáng vào ai, dù già hay trẻ thì sắc mặt đều trở nên hồng hào, tươi tốt, đẹp đẽ lạ thường. Khi cô ngự đồng, cô thường mặc áo trắng, đầu đội khăn đóng, có thắt lết trắng. Rồi cô cầm đôi mái chèo, bẻ lái dạo chơi khắp nơi. Lúc chèo thuyền, có khi còn khoác thêm chiếc áo choàng trắng, trên khăn có cài ba nén hương, bên hông có dắt tiền đò. Rồi khi chèo thuyền, cô lại cầm giải lụa để đi đo gió, đo nước, đo mây. Lúc cô an tọa, người ta thường xin cô điếu thuốc để trị bệnh. Vậy nên cô Bơ ngự về thường hay làm phép thần phù để ban thuốc chữa bệnh. Vì theo quan niệm nguyên xưa, cô Bơ Bông hầu cận mẫu thoải. Lại theo sự tích nơi quê nhà, cô là ở đất Hà Trung Thanh Hóa, ngã ba Bông, bến Đò Lèn, nên đền cô được lập ở đó, gần đền mẫu Thác Hàn, chính là mẫu thoải. Gọi tên là đền cô Bơ Bông, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đền cô là nơi thắng cảnh trên bến dưới thuyền, nơi giao của ngũ huyện Kê, một tiếng gà gáy năm huyện đều nghe. Cũng với danh tiếng anh linh của cô nên khách thập phương đến chiêm bái, cầu xin nhân duyên, khoa cử, làm ăn rất đông đúc. Thuyền bè dưới bến sông qua lại đều phải đốt vàng mã kêu cô, rồi những người đến kêu cầu đều dâng cô nón trắng hài cườm, võng lụa thuyền rồng. Cô Tư Ỷ La, cô Tư Địa Phủ. Cô Tư Ỷ La cũng vốn là con vua Đế Thích chính cung. Theo lệnh vua cha, cô theo hầu mẫu Thượng Ngàn tại đất Tuyên Quang. Về sau, nơi mẫu giáng ngự đó, người ta lập đền mẫu Ỷ La, nên cô cũng được gọi là cô Tư Ỷ La. Tương truyền rằng, mẫu bà rất yêu quý, thường cho cô Tư kể cận bên mình.
Vậy nên đúng như các tư liệu ghi lại thì chính xác là cô Tư Hầu Cận Mẫu Thượng Ngàn, chứ không phải cô Hầu Cận Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai như chúng ta vẫn thường nghĩ. Ngoài ra cô Tư còn một danh hiệu khác là cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ. Qua ước đoán, có thể suy ra rằng danh hiệu này là do cô Tư đã từng giáng hiện tại đất Tây Hồ Hà Nội rong chơi, và điển hình nhất là hiện nay có ban thờ cô Tư tại đình Tứ Liên, một ngôi đình cổ nằm gần phủ Tây Hồ Hà Nội. Trong hàng tứ phủ tiên cô, cô Tư ỷ La thường hiếm khi thấy ngự về đồng, nên nếu nói về y phục cũng như cung cách khi hầu giá cô Tư hiện giờ rất khó. Tuy nhiên, theo một số phỏng đoán thì có thể khi hầu giá cô Tư ỷ La thường mặc xiêm áo màu vàng nhạt, cô có thể khai cuông và múa mồi hồng mẫu. Đây chỉ là ý kiến cá nhân để mọi người tham khảo. Hiện nay cô Tư vẫn được coi là thờ chính cung Hầu Mẫu Thượng Ngàn trong đền mẫu ỷ La thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra, như đã nói ở trên, cô Tư còn được thờ vọng trong đình Tứ Liên, xưa gọi là đình làng Ngoại Châu, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, khi các thanh đầu hầu tráng mạn đến giá cô Tư. Cô Năm Suối Lân. Cô Năm Suối Lân vốn là tiên nữ trên trời. Theo lệnh, cô giáng trần là người thiếu nữ dân tộc Nùng ở xứ Lạng. Có tích kể lại rằng cô Năm là người thị nữ thân cận bên chầu Năm Suối Lân. Lúc sinh thời, khi chầu còn là công chúa, nên cô cũng được tôn hiệu là cô Năm Suối Lân hay cô Năm Sông Hóa. Sau này được sắc phong hiển thánh, cô Năm vẫn được coi là tiên cô kể cận bên cửa chầu Năm. Cô được coi là tiên cô trông giữ bản đền Suối Lân. Ngoài ra, cô còn được coi là vị thánh trấn tại cửa rừng Suối Lân. Vậy nên ai đi chiêm bái trên đất Lạng đều phải qua bái yết cửa chầu Năm và cô Năm Suối Lân. Dòng Suối Lân do cô Năm cai quản bốn mùa trong xanh, nước thông về sông Hóa. Tương truyền rằng đây là dòng suối thiêng của cô, nước suối xanh mát bốn mùa không bao giờ cạn. Nếu ai có bệnh tật đến xin nước suối cửa cô, uống vào sẽ thuyên giảm, nhược bằng. Người nào không biết mà xuống suối tắm hay rửa chân tay, làm ô uế dòng suối của cô sẽ bị cô hành cho nóng sốt mê sảng. Phép anh linh của cô Năm Suối Lân còn được biết qua việc nếu có kẻ nào báng nhạo, cô sẽ sát lá han, làm cho kẻ đó luôn ngứa ngáy không yên, rồi cô cho đi lạc đường rừng. Trong hàng thánh cô, thường thấy cô Năm Suối Lân ít khi ngự đồng hơn cô Sáu Lục Cung. Thường chỉ người nào có sát căn quả về cửa cô Năm hoặc khi về đền Suối Lân thì có thấy thỉnh bóng cô Năm ngự đồng. Khi hầu về giá cô Năm Suối Lân, thường người ta mặc xiêm y như màu áo của chầu Năm, nhưng là áo ngắn vạt. Đó có thể là màu xanh thiên thanh hoặc xanh lá cây. Cô chiếc khăn củ ấu, bên mình có túi vóc, dao quai. Ngự đồng cô khai cuông rồi múa mồi. Hiện nay cô Năm Suối Lân được phụng thờ là thánh cô trấn giữ cửa Suối Lân Sông Hóa. Cung thờ cô được đặt ngay bên đền chính của cửa chầu Năm Suối Lân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cô Sáu Lục Cung, cô Sáu Sơn Trang. Cô cũng vốn là thánh cô, nguyên tích là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Có thuyết thì nói rằng cô Sáu là tiên cô kề cận bên cửa Chúa Thượng Ngàn ở đất Trang Châu. Còn lại đa phần đều thống nhất rằng cô Sáu là người kề cận chầu Lục Cung Nương, nên cô mới được gọi là cô Sáu Lục Cung, hay còn có danh khác là cô Sáu Sơn Trang. Khi nhân dân lập đền thờ phụng chầu bà, vẫn thỉnh cô Sáu là cô trấn bản đền Lục Cung. Ngoài ra, theo một số tích cũ kể lại, cô Sáu Lục Cung sinh thời là người con gái xinh đẹp nết na, lại có tài chữa bệnh. Cô thường đi khắp rừng sâu núi thẳm để hái thuốc cứu người. Vậy nên khi hiển thánh, cô Sáu vẫn thường được muôn dân tôn là tiên cô có tài chữa bệnh cứu người. Dân chúng khắp nơi về cửa cô để xin thuốc tiên trị bệnh. Cô Sáu Sơn Trang cũng nổi tiếng đành hanh trên đời, nghiêm khắc trừng trị kẻ nào nhạo báng cửa cô. Trong hàng tứ phủ thánh cô Sáu Lục Cung rất hay về ngự đồng. Các thanh đồng đạo quan thường thỉnh bóng cô Sáu Sơn Trang ngự đồng, không chỉ có khi về đền Lục Cung, về đất Lạng Sơn, mà cả khi khai đàn mở phủ hay trong cả những dịp hầu vui, đón tiệc tiên thánh. Cô Sáu ngự đồng thường mặc áo lam hoặc tím chàm, ngắn vạt rộng tay. Cô ngự đồng khai cuông rồi múa mồi như các tiên cô trên thượng ngàn khác. Hiện nay cô Sáu Lục Cung chính là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung 94. Cung thờ cô được xây ngay cạnh chính cung đền chầu Lục Cung Nương 94, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cô Bảy Tân La, cô Bảy Giao Kim, cô Bảy Mỏ Bạch. Cô Bảy Kim Giao, cô vốn cũng là một tiên cô người dân tộc Mọi ở đất
Kim Giao, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Theo một số tích nói rằng, cô cũng là người kể cận bên Triều Bảy nên được gọi là cô Bảy Kim Giao hay còn có hiệu khác là cô Bảy Tân La khi cô được theo hầu cận Triều Bảy tại đền Tân La. Tương truyền rằng cô cũng là vị thánh cô có công giúp người dân mọi biết trồng trọt chăn nuôi, rồi cô cũng có công trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc. Vậy theo một số tài liệu chính xác, cô Bảy là cô Bảy Kim Giao hay cô Bảy Tân La, chứ không phải là cô Bảy Tân An. Theo hầu ông Bảy Bảo Hà, nhưng một số người vẫn nói. Còn có sự tích nói rằng đêm đêm cô thường hội họp cùng các bạn tiên mắc võng đào giữa hai cây kim giao rồi cùng đàn hát. Trong hội đồng thánh cô Bảy Kim Giao là một trong số các cô ít khi ngự đồng, nếu không nói là hầu như không thấy. Vậy nên, nếu để nói đến y phục và cung cách, giá hầu của cô Bảy rất là khó. Theo phỏng đoán của mọi người thì có thể giá cô Bảy Kim Giao mặc áo tím hoặc chám xanh, cô ngự đồng khai cuông rồi múa mồi. Hiện nay cô Bảy vẫn được thờ làm cô bản đền tại chính cung đền Kim Giao, Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên và còn cả tại đền Tân La ở Dốc Lã, Bảo Khê, Hưng Yên khi hầu Tráng Mạn đến giá cô Bảy Kim Giao. Cô Tám Đồi Chè. Một số ý kiến thống nhất rằng cô giáng sinh dưới thờ Lê Thái Tổ, giấy binh khởi nghĩa. Cô là người thiếu nữ trồng hái búp chè tại vùng Phong Mục, Hà Trung, Thanh Hóa. Cô cũng có công giúp vua trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, nên khi Thác Hóa về trời, cô được phong công lập đền thờ, trấn giữ một bên bến sông Đò Lèn, Phong Mục. Cô sinh thời là người con gái đảm đang nết na tần tảo, hái búp chè xanh trên đồi thường, dùng làm thuốc chữa bệnh nên mọi người thường tôn hiệu cô là cô Tám Đồi Chè. Khi thanh nhàn, cô thường đùng đỉnh dạo chơi khắp vùng Hà Trung, Thanh Hóa. Cũng có khi cô hiện hình bẻ lái con thuyền độc mộc trên dòng sông Mã. Trong hàng tứ phủ thánh cô Tám Đồi Chè hiếm khi về ngự đồng. Chỉ người nào sát căn cô Tám hoặc khi hầu đón tiệc tháng 6 tại các đền ở vùng Thanh Hóa. Cô Tám Đồi Chè ngự đồng thường mặc áo xanh quầy đen, có nơi là áo tím hoa cà. Cô Tám cũng khai quang, sau đó múa mồi, sau đó thường là múa tay tiên các điệu như người đi hái chè trên non. Hiện nay đền thờ cô Tám Đồi Chè được thờ riêng tại đền cô thuộc đất Phong Mục, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cô Chín Sòng Sơn, cô Chín Thượng Ngàn. Cô Chín Sòng Sơn còn gọi là cô Chín Giếng, một tiên cô tài phép, theo hầu mẫu sòng, lại có tài xem bói, 1000 quẻ cô bói ra thì không sai một quẻ nào. Cô có phép thần thông quảng đại, ai mà phạm tội cô về tâu với thiên đình cho thu giam hồn phách, rồi cô hành cho dở điên dở dại. Sau vua truyền dân lập đền thờ cô ở xứ Thanh, ngay trước đền là 9 chiếc giếng tự nhiên do cô cai quản. Còn có truyền thuyết về cô. Cô là tiên nữ hầu mẫu trong đền Sòng, quản cai 9 giếng. Cô dạo chơi bốn phương khắp ngả trời Nam, sau về đến đất Thanh Hóa, cảnh lạ vô biên. Cô hài lòng liền hội họp thần nữ, 5-3 bạn cát, lấy gỗ cây sung làm nhà, còn cây si thì cô mắc võng. Nhân dân cầu đảo linh ứng liền lập đền thờ là đền cô Chín ở Thanh Hóa, cách đền Sòng Sơn khoảng 30 km. Khi ngự đồng, cô mặc áo hồng phơn phớt màu đào phai. Có khi cô múa quạt tiến mẫu, múa cờ tiến vua. Cũng có khi cô thêu hoa dệt lụa, rồi lại múa cánh tiên. Ai cầu đảo cô đều sắm sửa lễ vật, nón đỏ hài hoa vòng hồng để dâng cô đều được cô chứng minh. Ở một số địa phương đều thờ cô và tôn với các danh khác như cô Chín Rồng, cô Chín Suối, nhưng chính đều là cô Chín Sòng được thờ phụng. Cô Mười Mỏ Ba. Cô theo hầu chầu Mười Mỏ Ba giúp vua đánh giặc Ngô. Khi ngự về, cô mặc áo vàng, cầm cung kiếm, cưỡi trên mình ngựa theo chầu bà xông pha trận mạc. Sau này cô cũng được thờ tại đền chầu Mười. Cô Bé Thượng Ngàn. Cô Bé Thượng Ngàn là tiên cô mà tên gọi thường được đặt theo các địa danh, các đền thờ. Các vị cô bé đều là những bộ nàng tiên trên tòa sơn trang hầu mẫu Thượng Ngàn. Có rất nhiều cô bé trên khắp các rừng lớn nhỏ. Các cô về mặc quần áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi. Các cô bé gồm có cô Bé Thượng Ngàn ở thị xã Lạng Sơn, cô Bé Suối Ngang ở Hữu Lũng, cô Bé Đèo Kẻng ở Thất Khê, cô Bé Đông Cuông ở Yên Bái, cô Bé Tân An ở Lào Cai. Từ rất xa xưa, bên bờ sông Hồng tại thôn Tân Ai, thuộc xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã có một ngôi đền gọi là đền cô Tân An.
còn gọi là đền cô bé Thượng Ngàn, là nơi thờ tự của một nữ chúa có tên Húy là Hoàng Bá Sa. Tương truyền đã cùng cha là đức quan ngài Hoàng Bảy có công chinh phạt giặc Áp, giữ yên bờ cõi, được cư dân vùng Bảo Hà và Khâu Ban, địa danh văn bản cổ xưa, suy tôn là vị thánh mẫu. Đối diện bên kia sông là đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi thờ đức quan ngài Hoàng Bảy. Ngoài ra còn có cô bé Cây Xanh ở Bắc Giang, cô bé Nguyệt Hồ Bắc Giang, cô bé Minh Lương ở Tuyên Quang. Truyền thuyết kể rằng vào thời nhà Trần ở thế kỷ 15, ở Tổng Minh Lương thuộc xã Lang Quán ngày nay có hai vợ chồng, ông chồng là người Dao, bà vợ là người Mường, tuổi đã cao mà chưa có con. Ngày ngày ông bà ra ngòi lịch xúc tôm tép, sống lần hồi. Một hôm ông ở nhà, bà đi xúc tép như mọi ngày, nhưng xúc mãi không được con gì mà chỉ được hai quả trứng lạ. Bực mình, bà xuống hạ nguồn rồi lên tận thượng nguồn ngòi lịch, xúc vẫn chỉ được hai quả trứng ấy. Bà đành mang về thả vào chum nước dưới cầu thang. Ít lâu sau, bà mang thai sinh ra một cô bé bụ bẫm đặt tên là Minh Lương. Cùng lúc đó, hai quả trứng thả trong chum nước dưới cầu thang nở ra hai con rắn. Hai con rắn và cô bé Minh Lương cùng lớn lên, quấn quýt làm bạn với nhau. Một buổi chiều, ông bà đi làm về và nhìn thấy hai con rắn quấn chết cô bé. Sẵn con dao dựa đeo bên người, ông tức giận, rút dao vừa chém vừa nói: "Mày hại tao à?" Hai con rắn sợ quá chạy trốn, nhưng một con chậm hơn đã bị chém đứt đuôi. Ông đuổi hai con rắn và nói: "Cụt đi hang mang, khoang đi hang đồng." Ông bà xót thương cô bé, không nỡ chôn nên đặt cô nằm trên sàn. Đến sáng đã thấy mối đùn lên đắp mộ cho cô bé. Dân làng thấy vậy đều cho cô đã linh hóa nên đập miếu thờ. Thời kỳ giặc cờ đen, cô bé Minh Lương đã hiển linh giúp quan quân triều đình thoát khỏi rừng rậm, sau đó dũng mãnh dẹp giặc cờ đen. Sau đó cô còn hiển linh bốc thuốc, giúp dân chữa bệnh thoát cơn hiểm nghèo. Cô bé Thác Bờ Hòa Bình, cô bé Sóc miền Nam, còn gọi là cô bé Đen, mặc áo khăn đen và hồng, về đồng múa mồi, dùng nhang chữa bệnh. Cô đánh phấn màu đen, phấn đỏ cô để ban khen cho thanh đồng cô, hay về đồng tại miền Nam. Cô bé Mỏ Than ở Tuyên Quang. Chuyện truyền miệng kể rằng, thần Kim Quy thấy mỏ quý của vua cha mẫu mẹ tại đền Mỏ Than, đã rủ các kinh ở Biển Đông về cùng nhau mang hết mỏ quý ra vùng Nam Hải, khi đất ở đây chỉ còn là giữa núi và biển. Các kinh đứng gác bên ngoài thần Kim Quy xuống hang, và khi lên tới gần miệng hang thì ông Cóc ở gần miếu Sơn Thần đã nghiến răng báo lên thiên đình cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng cử cô Mười xuống. Cô bé cưỡi trên lưng hai con rồng bay xuống, thấy khoảng trời u ám có khí lạnh bay lên. Cô nhảy vội xuống với hai vết chân chẹn trên thần Kim Quy. Vết chân phải trượt gót mờ, bàn chân trái để oằn cổ rùa, bắt rùa hóa đá. Thần Kim Quy hóa đá thì cá kình ở Biển Đông cũng hóa đá. Nhờ cô bé Mỏ mà Bách Gia Chăm Họ vẫn còn mỏ tụ đồng xưa. Đến Pháp tìm ra mỏ than hay còn gọi là vàng đen của đất nước. Hiện nay còn nuôi dưỡng mỏ kim cương non, cho nên chính nơi đây còn tồn tại truyền thuyết cô bé Mỏ Than hay cô bé Mỏ Cây Xanh. Cô bắt ông 30 phủ phục bên mình, cô xin vua cha mẫu mẹ cho Cây Xanh bao bọc lấy mỏ và bốn mùa tỏa bóng mát cho cô hoàn thành việc cha việc mẹ. Ngoài ra cô còn chữa bệnh cho Bách Gia Chăm Họ, nhất là những người dở dại dở điên. Những lúc thư nhàn, cô gọi đàn chim ngũ sắc về vây quanh ca hát. Lúc đi lúc về, cô thường mang sắc thái màu vàng với âm thanh của tiếng chim vàng anh báo biến, báo hiện. Khi cô đi xa, cô thường để lại đôi giải thắt lưng màu đen ở lại, đôi long xà có màu để giữ đền giữ phủ. Người ta truyền rằng ai nhìn thấy ông rắn có màu là người đó được lên danh lên giá, nhưng người đó phải là người thực tâm không có tâm tà. Xưa những người đàn bà bụng mang dạ chửa phải đi vòng qua cửa cô cách nửa dặm, bất kể ai qua nơi cô ngự đều phải bỏ nón mũ xin cô thực tâm cô phù hộ, tà tâm cô cho náo loạn gia chung. Cô bé Thoải Cung. Cô ngự dưới tòa Thoải Cung, cô rất xinh đẹp, tài giỏi và có thể hô mưa gọi gió.